đi thăm IEM ông Mô Hà Đông. Đây là CGV, tức là chiếu phim đã hoạt động rồi, tức là dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và quốc tế lao động. Đây là vườn ẩm thực tầng 3 đã hoạt động rồi, lúc Covid thì không có cửa hàng nào mở hết. Thang máy nha, tầng 1, tầng 2, tầng 3 đều có thang máy, có thể 3 tầng thôi à, 2 làn thang máy. Tầng 3 thì có để ô tô trên mái. Sale 50% chiến lược bán hàng của Lock and Lock. Sometimes sell 50%, thỉnh thoảng lại giảm 50%. Nên mình mua cái cốc nước. Đấy là 271.000. Đây là chơi trẻ em cưỡi ngựa. Đây là massage, massage của nước ngoài và Việt Nam. Yong Mo Hà Đông thì nguồn gốc Nhật Bản, có thể là quốc gia. Đây được phượt này, ghế phượt nướng, ghế gấp cũng có phải 500 đến 700 nghìn một cái. Hoặc là ghế ngồi ra ngoài đấy, tiện lợi khi mang đi. Ngõ sành ngăn tầng 2, tầng 2 có mà tầng 1 có ăn uống đình ti uống trà đó. Đây máy cạo râu cũng sale 50%. Đó là chiến lược bán hàng. Đây là cái ghế ngồi chơi điện tử thì phải. Game. Mình thì khoái cái đồ phượt này. 1 triệu một cái lều. Vỉ nướng chắc phải để lên ô tô chứ, xe máy chở hơi khó. Thế là đèn nhá, vỉ nướng, ghế yeah.